quý vị và các bạn, ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3 là dịp để cánh mày dâu thể hiện cũng như gửi những lời chúc, những món quà thân thương nhất tới những người làm bà, làm mẹ với một nửa của mình. Và bởi lẽ trong cuộc sống bộn bề, đôi khi người ta quên mất những lời tình cảm, những lời cảm ơn để gửi tới những người phụ nữ mà họ đã chọn. Và đây là cơ hội để thay lời muốn nói. Bên cạnh đó thì cũng có những ý kiến cho rằng tình cảm không nhất thiết cứ phải chờ đúng ngày mới thể hiện. Phụ nữ cần những hành động yêu thương mỗi ngày chứ không phải là hoa quà mang một cách hình thức. Vậy cánh mày Dâu nghĩ gì về chuyện tặng quà phụ nữ trong ngày 8 tháng 3? Liệu họ có coi đây là gánh nặng hay không? Trở tới nay thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện về chủ đề này với khách mời là một người chồng, một người cha, nam nghệ sĩ diễn viên Minh Tiệp. À, xin cảm ơn diễn viên Minh Tiệp đã tham gia chương trình ngày hôm nay cùng chúng tôi ạ. Vâng, à, cảm ơn Mai. À, xin cảm ơn chương trình VTC đã tạo điều kiện cho tôi được giao lưu chương trình ngày hôm nay. À, ngày hôm nay là ngày 8 tháng 3 từ sáng đến giờ thì chúng tôi gọi là rất là rộn ràng từ trên Facebook đến những trang cá nhân của mọi người. Thì không biết là đối với anh Tiệp thì đối với cánh đàn ông nói chung đi có cái cảm xúc như thế nào về ngày hôm nay? Thật ra thì đối với tôi thì năm nào nó cũng đều như nhau. Vì đối với tôi ngày nào cũng là ngày 8 tháng 3 Thế thì ngày hôm nay anh đã mua quà hay chuẩn bị hoa cho người thân của mình chưa à, mẹ rồi vợ nữa vâng thật ra thì uh, mỗi người sẽ có một cách thể hiện khác nhau mỗi người sẽ có một cái cách nâng niu thể hiện với người yêu thương của mình khác nhau với cá nhân tôi thì uh, không biết là nói là may hay là không may nhưng mà vợ tôi thì không không dành tình yêu cho hoa mấy mà vợ tôi thích là dành thời gian đi ăn hoặc là đi chơi và thật ra thì ngày hôm nay chúng tôi cũng vừa đi ăn với nhau về buổi trưa và cũng uh, đến nhà mẹ tôi và và con gái và đưa mọi người đi chơi thôi chứ cũng không uh, mua quà vì mọi người lại thích rằng là đi chơi và gặp nhau vui vẻ tức à. là cái sự hạnh phúc rất là giản dị không nhất thiết cũng nó rất phải là quà hay là hoa đúng không ạ vâng và. và nhưng mà rất nhiều khán giả tò mò mọi người không tin vào cái điều đấy không tin là chưa bao giờ anh minh tiệp tặng hoa cho vợ không biết là đấy có phải sự thật không <laughs> à, ngày xưa thì đã từng tặng hoa nhưng mà cho bạn gái cũ <laughs> còn bây giờ thì hồi mới yêu vợ tôi thì tôi cũng có tặng hoa nhưng mà lúc đầu thì tưởng là bạn ấy thích, nhưng mà sau đó thì khi yêu nhau một thời gian thì bạn ấy nói ấy là thôi anh ạ, nếu mà năm sau thì đừng tặng hoa, bởi vì thứ nhất là nó tốn kém. Thứ hai nữa là em cũng không phải là người thích hoa lắm. Thì mình dành cái tiền anh dành cái tiền mua hoa để mình đi ăn còn hơn. Thì thôi đấy là cái quan điểm của bạn ấy và tôi tôn trọng và từ hồi đấy đến giờ thì tôi không mua hoa. Thế ạ, à? và... thực ra là Thầy cũng hơi hơi đặc biệt đấy nhỉ hơi, Tại vì đâu đó trong tâm lý như, như là bản thân tôi đây chẳng hạn và... Thì Thanh Mai cũng là người mà có lẽ là tất cả những ngày lễ Mình sẽ luôn luôn là người đi mua quà cho mọi người Đúng rồi. Rất ít khi được nhận quà Và bản thân chồng tôi cũng chưa bao giờ tặng quà cho vợ bao giờ cả Trong suốt bao nhiêu năm sinh sống Tuy nhiên thì cũng có chạnh lòng Vâng. và đâu đó mình cũng muốn là nếu như mình nhận được quà thì mình cũng hạnh phúc hơn không biết là có phải là do là vợ anh chót một lần đó nói như vậy rồi bây giờ cứ thế mãi hay là trong lòng cũng vẫn có thể là có cái, cái suy nghĩ khác mong đợi ờ... mà bí mật thì sao thật ra thì quan điểm của vợ chồng tôi cũng của cá nhân tôi cũng như là của vợ tôi từ trước đến giờ thì cứ làm nào để vui tất nhiên là cũng có những người họ bận quá thì mình không nói họ dành không thể dành được thời gian cho vợ vì lý do khách quan như là đi công tác ở nước ngoài hay là đi ở vùng xa tỉnh xa thì mình phải chia sẻ nhưng mà có những người thì uh, họ lại quan niệm là là ngày nào cũng là ngày mùng tám tháng 3 ừ. khi mà mình đem lại tiếng cười đem lại niềm vui cho người yêu thương của mình không chỉ là vợ mà cho mẹ cho chị cho con gái thì đó có lẽ là điều quan trọng hơn là cái việc là mùng 8 tháng 3 thì rất là tốn kém bỏ rất là nhiều tiền mua hoa bỏ rất là nhiều tiền để mua quà tặng nhưng mà cả năm cãi nhau cả năm không được vui thì có lẽ rằng là thay vào đấy thì tôi nghĩ rằng là 3 phần tư thậm chí là 99 phần trăm chị em sẽ lựa chọn rằng là, là ngày nào cũng happy còn hơn là cái việc là cả một năm có khi không vui lắm nhưng lại chỉ có một ngày để vui thì đấy là quan điểm của cá nhân tôi còn tất nhiên là trừ những dí, lý do khách quan nhà như tôi vừa nói là ở xa này thôi mình không nói <laughs> Thế thì ví dụ như là ngày mùng 8 tháng 3, ngày 20 tháng 10 đi là những cái ngày gọi là đại đa số mọi người sẽ tặng quà tặng quà cho vợ cho người yêu mình. Thế thì những cái ngày ví dụ như là ngày lễ kỷ niệm, ngày cưới này hay là ngày sinh nhật của vợ anh thì anh có tặng quà không hay là vẫn giữ một quan điểm là ngày nào cũng có thể tặng quà. Thật ra thì hiện nay vợ tôi đang ngồi ngoài trường quay. Hôm dạ. <laughs> nay vợ tôi đưa tôi đi vì chúng tôi vừa đi ăn về rồi chúng dạ. tôi đi một số việc luôn. Dạ. Thì cũng phải nói rất thành thật là như tôi vừa chia sẻ là cái bó hoa đầu tiên khi tôi tặng cho vợ tôi ấy, dạ. thì cũng là bó hoa cuối cùng Và à. đến tận bây giờ ngày cưới rồi sinh nhật kỷ niệm ngày cưới Rồi ngày phụ nữ Việt Nam rồi tất cả những ngày quan trọng để chúng tôi thường là dành đi ăn Dành thời gian cho nhau đi ăn Và đó là lý do vì sao bây giờ các bạn quý vị khán giả thấy rằng là Minh Tiệp không <laughs> hề nhỏ nhắn gầy như là thời ngày xưa Bây giờ là Minh Tiệp đã gần chạm 90 cân rồi ở lúc nào cũng happy lúc nào cũng hạnh phúc và tất cả là cái thời gian dành cho nhau đi ăn Trời ơi, quý vị có thấy đặc biệt không ạ không biết là có bao nhiêu khán giả xem truyền hình đang có cùng một cái phong cách như là diễn viên minh tiệp còn cá nhân thanh mai thì thấy khá đặc biệt quá đặc biệt luôn tại vì đâu đó thì chúng ta cũng có những cái vật kỷ niệm cho nhau hay là có những cái dấu ấn tôi nghĩ rằng là không phải câu chuyện là cứ quà cáp thì mới là rất yêu thương thì không biết là ví dụ như là có một dịp nào đó một lúc nào đó anh có lỗi với vợ chẳng hạn Thế làm cách nào trục Ờ à, thật ra nếu thì không dùng hoa và quả? có lỗi vợ thì cũng nói thật là làm lành vợ tôi rất dễ làm <laughs> Ô, thế à. <laughs> thế à? <laughs> cách nào vậy? Thật ra thì nếu mà quý vị khán giả và những anh chị ở nhà hàng mà đặc biệt là những cái khu vực quanh ở Ba Đình ấy thì sẽ chắc chắn là điểm ăn uống nào là cũng thường là có vợ chồng mình kèm. À. Bởi vì là vợ tôi cũng thường là bọn tôi muốn là cuối tuần hoặc là những ngày nghỉ thì là dành thời gian cho nhau đi ăn đi chơi và và đó có lẽ cũng là cái sở thích chung của cả hai người. Đấy, và và như tôi vừa nói lúc đầu ấy, là không biết là may hay là không may nhưng mà vợ tôi đúng thật là không thích hoa và cũng đã có lần tôi đã thử lần định thử một lần thứ hai thì vợ tôi còn đọc ra suy nghĩ đấy và là thôi đi ăn tiếp lại đi ăn. Và Thế thì... nếu mà anh quyết định mua quà thì vợ anh có happy để nhận nó. Vợ tôi thì cũng là một người không phải là một người rất là thích đồ hiệu hoặc là cũng không phải là người thích những cái món quà quá xa xỉ mà vợ tôi có lẽ là một người may tức là tôi có lẽ tôi may mắn là tôi lấy một người vợ là chỉ thích về món về mặt tinh thần quan trọng nhất đối với vợ tôi và tôi nói vui thôi nhưng mà quan trọng nhất là phải hàng ngày phải vui vẻ yeah. ở bên nhau bọn tôi chưa bao giờ cãi nhau quá 10 phút yeah. chưa bao giờ Tuyệt vời. rất ít khi xảy ra bởi vì là có lẽ là tôi nữ tính hơn khi ở nhà <laughs> và vợ tôi đàn ông tính hơn tôi oh. cho nên là bọn tôi thường là xong là xê xòa là bỏ qua không bao giờ là là có cái khái niệm là cãi nhau rồi đến mức là phải làm lành bằng cách nào đó thì thì có lẽ đấy, đó là một điều may mắn cho đến tận bây giờ rất wow. may mắn đấy, tôi nghĩ cho đến là tận bây giờ rất còn... đặc biệt. Wow. <laughs> dạ. tạm thời là như vậy. Dạ. đấy là chuyện của gia đình nhà anh Minh Tiệp. Thế còn theo anh nhé, phần đa giới đàn ông khi mà họ phải gọi là chuẩn bị quà hay là đối với đối mặt với những cái ngày lễ như thế này thì tâm lý của họ thế nào? Anh là cá biệt rồi. Ờ, như ngày xưa với bạn gái cũ của tôi thì lại rất thích <cười> hoa. <cười> hoặc là những người bạn thân cũ của tôi ngày xưa thì lại rất thích thì tôi cũng là thường là tôi tặng hoa. Đấy thì tôi nghĩ rằng là mỗi người sẽ có một cái gu sẽ có một cái sở thích riêng quan trọng nhất là họ phải cảm thấy vui và họ phải cảm thấy rằng là hài hòa và happy với cả cái món quà đó à, món quà đó mà ngay sau đó ngay sau tặng ngay sau khi tặng bó hoa mà trị giá quá đắt tiền nhưng sau đó là hai người không vui thì cũng không làm gì tặng bó hoa một món quà quá lớn mà sau đó hai người cãi nhau thì cũng rất là buồn cho nên tôi nghĩ rằng là cái món quà tất nhiên nó cũng rất quan trọng nhưng mà quan trọng hơn là cái ý nghĩa và cái tinh thần đằng sau đó thì uh, ngoài ra vợ tôi ngoài thích ngoài cái việc mà uh, thích đi ăn ấy, thì vợ tôi có một sở thích nữa là nuôi chó Đạ. vợ tôi rất thích chó cảnh và tôi đã từng một lần tôi tặng vợ tôi và vợ tôi bất ngờ nhảy lên và ôm tôi thế <laughs> nhưng mà một thời gian sau thì chú chó đấy uh, uh, tôi phải cho đi bởi vì là tôi bị uh, hen và dị ứng uh, lông chó cho nên là cuối cùng lại phải cho đi và uh, vợ tôi cũng rất là buồn và từ đấy là thôi chỉ dành thời gian ra đi ăn dạ. ở đây thì có những người phụ nữ ấy, người ta hay bị hụt hẫng và mà... ở trong cái tình cảnh là lúc mới yêu hay là mới cưới thì chồng rất là quan tâm tới những cái ngày lễ đó nhưng mà đến lúc lấy nhau về rồi thì có lẽ là quên luôn thế lúc đó thì theo anh thì những cái người đàn ông nó có đáng trách không tôi nghĩ là không bởi vì là thật ra tôi cũng có rất những nhiều người bạn như vậy có thể là họ bị bận vì công việc có thể là những cái áp lực về công việc và họ sẽ ấp ủ trong lòng họ sẽ nghĩ rằng là một ngày đấy họ sẽ bù đắp lại cho người phụ nữ của họ yêu thương và một cái dịp khác và tôi có rất nhiều những người bạn như vậy và cũng có thể là bởi vì này này mỗi một người uh, sẽ có những cái trạng thái biểu cảm và cái sự thể hiện tình cảm khác nhau một cái biểu cảm khác nhau tức là có những người rất ít nói nhưng thật ra trái tim họ rất là nồng hậu uh, trái tim họ rất là 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 quan tâm đến người mình yêu thương nhưng mà có thể cách họ thể hiện nó chưa chạm tới thôi và cũng có những người thì nói nghe có vẻ rất hay như tôi nghe có vẻ rất là nhưng mà chưa chắc đã là là, là, là sâu sắc mà những người đàn ông ít nói đâu Thế tôi nghĩ rằng là mỗi người sẽ có những cái trạng thái một cái sự thể hiện khác nhau và phù hợp với từng hoàn cảnh khách quan khác nhau cho nên là tôi nghĩ là chị em phụ nữ đừng trách những người đàn ông mà chẳng may họ bận quá họ quên nhưng mà chắc chắn một dịp nào đấy thì họ sẽ bù lại cho các bạn <laughs> Tức là chúng ta phải tràn đầy một cái niềm tin là không phải là những cái người đàn ông mà họ họ không tặng quà hay là như cái câu chuyện mà Thanh Mai vừa chia sẻ là họ không còn yêu thương mình nữa. Đúng rồi ạ. À, dạ vâng ạ. Xin cảm à ơn à. anh Minh Tiệp à. đã chia sẻ với chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là trong ngày lễ mùng 8 tháng 3 chúng ta có rất nhiều để yêu thương, để quan tâm tới một nửa kia của thế giới và chúng ta miễn sao cho cuộc sống của chúng ta thật là hạnh phúc bền lâu thì đó là điều quan trọng nhất. tới đây chương trình chào buổi tối xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn